Good morning everyone. Xin chào tất cả các bạn nha. Hai mẹ con đang tưới cây buổi sáng nè các bạn. Okay, water the flower đi. Bên đây nè con. The other one. The one in the front. Sáng nay thiên xiên các bạn, hai mẹ con dậy sớm. Thư dẫn nó ra nó tưới mấy cây hôm nay không có tưới, nó héo, nó không có tươi. Cho nên sáng nay dậy sớm cứ ra tưới. Xong rồi Thư sẽ vô Thư làm thức ăn cho hai mẹ con ăn các bạn. Hết chưa? Đi đâu hả? Nè các bạn, hôm nay Thư ăn bánh cuốn các bạn. À không phải bánh cuốn, quên nữa, bánh ướt. Tại vì cái bánh cuốn là cái bánh mà có nhân thịt ở trong. Còn cái này là chỉ làm mình làm cái mỡ hành với lại tôm khô thôi các bạn. Nè, khi mình ăn cái bánh ướt hoặc là bánh cuốn này á, mình không thể nào mà thiếu được cái giá nha các bạn. Thư bữa nay Thư không có cái dưa leo. Thư chỉ có này với rau sống thôi các bạn. Cái này mình cắt nhỏ ra cũng được, mình để nguyên cọng cũng được. Tôi thích ăn nguyên cọng, nó thơm hơn các bạn. Tôi thích ăn rất là nhiều giá nha. Đó, hết giá vô đây luôn. Còn các bạn coi, các bạn coi bên đây là cái phần ăn của gia đình nè. Gia đình nó không thích ăn giống như mình, nó ăn mấy cái đồ ăn của nó vậy á. Cho nên Thư làm cái trứng chiên nè các bạn, trong vẽ với lại Thư làm cái bánh waffle này cho nó ăn với cái này nè, cái này là khoai lang tay chiên các bạn. Cái này Thư ăn với hai loại các bạn, một cái là giò bì còn một cái là chả lụa các bạn. Cái này còn nóng nha. Nhìn cái Thư thích ăn cái giò bì này các bạn, tại vì nó có cái gân á, giống như thường người ta làm bằng lỗ tai heo á, cho nên nó nhìn nó rất là ngon. Các bạn nhìn ngon nè các bạn, nhìn ngon quá ha, ngon dễ sợ luôn á. Thư cắt mỏng mỏng ra là mình này mình cắt mỏng ăn, có nhiều người thích ăn mỏng, có nhiều thích người ăn dày vậy đó các bạn. Này các bạn nhìn nè, cái miếng nè, nhìn thấy tiêu thấy ngon các bạn ha. Xong rồi nè các bạn, đây là phần ăn của hai mẹ con buổi sáng nè. Cái nước mắm của Thư nè, cái nước mắm này á, mình ăn cái bánh cuốn này ngon hay không á, bánh ướt này nè các bạn, ăn ngon hay không là cũng nhờ cái nước mắm nha các bạn. Nè, cái này các bạn sắp đều lên vậy nè. Còn cái này hai cái ly, một cái ly. Bên đây là ly sữa tươi của gia đình nè các bạn. Còn bên đây là cái ly nước suối của Thư. Các bạn nhìn hôm qua Thư đi, Thư mua những cái trái xoài của Mễ nè các bạn, nhìn thấy ngon không? Nó rất là ngọt luôn á. Tại bữa hôm kia Thư mua rồi, Thư thấy nó ngọt quá đi, cho nên Thư hôm qua Thư đi Thư mua trở lại, nó sợ nó hết cái đợt ngọt đó các bạn. Còn cái này Thư mua được nãy chuối xứ nè. Thư ăn hết mấy trái rồi, nó cũng ngon lắm các bạn, nó cũng rất là ngọt luôn á. Còn để họ Thư ăn thử coi, cái trái gai này không biết ăn ngon không các bạn, nhìn nó lạ các bạn ha. Để họ Thư ăn thử coi nó ngon không, nhìn nó thấy nó người ta nói ngọt ngọt mà mình ăn thử coi. Hồi đó Thư nhớ Thư ăn rồi mà Thư quên cảm giác rồi các bạn, quên nó ăn nó ra làm sao, rồi để họ Thư ăn lại thử coi. Thư mời các bạn nha, mời các bạn ăn với Thư nha.
Hello, xin mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh T&J. Thì bây giờ hai mẹ con bắt đầu chuẩn bị ăn các bạn. Từ nãy giờ sáng dậy bắt đầu chiên mắm thơm ngon các bạn. Sáng dậy cái thứ tắm cho gia đình. Xong rồi mình hai mẹ con súc miệng vệ sinh này nọ, xong tắm rửa xong là hết hơn cả tiếng luôn các bạn. Mình đóng bộ dạng cho nó, đóng bộ dạng cho mình xong là hơn cả tiếng luôn á. Xong rồi làm cái thức ăn này nữa là mấy tiếng đồng hồ luôn các bạn. Nó đói bụng. Ngon quá. Vô cùng luôn á. Nhìn, con chào cô chú chưa? Ở cô chú khỏe không? Rồi, con nó lớn cô chú mới nghe. Thôi mời các bạn miếng chả nha các bạn. Ở bên Việt Nam á, mình đi ăn bánh nước các bạn, thường thường người ta hay cho, có những chỗ người ta cho miếng nem chua á, thích ăn miếng nem chua lắm hả? Ngon. Gia đình ăn không? Ăn thử không? Đâu. Gia đình ăn thì cái miệng nó kêu vậy con. Trình liếm vô đi, cán gọn rồi. Nuôi giấy chùi đi, nuôi giấy đi. Ừ. Quá. I use this one. Ở bên Việt Nam đó các bạn, thường sáng dễ ha. Bữa nào mình làm miếng làm thức ăn á, bước ra cái mua Thư thích ăn cháo lòng các bạn. Thư rất là thích ăn cháo lòng. Hoặc là Thư đơn giản lắm, cho Thư chừng một cái gói xôi hay là bánh. Thư thích ăn bánh còng, bánh cam, bánh chuối chiên đồ các bạn. Còn Thư mê cái đó dễ sợ luôn. Thư về mình nói là Thư ăn bánh còng mà ở chỗ Thư á cũng khó tìm nữa các bạn, phải đi xa. Có khi ở chợ thì cũng có, nhưng mà họ làm không có vừa ý mình đó. Mình lớp nhưng mà mình phải ăn ít ít là không. Thì bật mí với các bạn này nha. Nước mắm này rất là ngon, rất là ngon luôn á. Nhưng mà không phải thì làm.
nước mắm này á, mẹ thấy cho. Mẹ thấy làm nước mắm là tuyệt vời luôn các bạn. Cho nên lâu lâu mẹ làm á, mẹ làm cho thương thủ rồi để dành cho em. On the feast day. Ăn gỏi bún rồi. Là... I took a nap. Bún nữa, lâu tự nhiên cái về cái mình chiên nhanh, mình lấy miếng thịt bò mình xào hành củ hành á. Eat food and drink water. Okay, oh, drink water nữa hả? What me? Ồ, oh, giỏi tao. Eat your food and drink your water. Okay. Why you not drink it? Hả? Bắt mình phải uống mà. Nó là ăn thức ăn vô phải uống miếng nước vô. Nó thì nó uống sữa, thử uống nước. Thì đang đi không? Ăn nhiều chút. My arm is itchy. Ồ, thì gãy đi. Cô chú nói chị định ăn nhiều miếng heo tì, miếng cà chua. My thôi. Arm is itchy. Nói cái tay của nó mép cô chú lưỡi tay nó ngứa. Vậy cô nói cô chú gì ạ? Please. Nó bắt phải uống nước. Ổ thì ngon quá. Thế ăn hết cái gì ấy, chắc là bị bể bụng luôn các bạn. Quá sức bự. Cái mục tiêu rất cay. Thư mời các bạn miếng chả cuối cùng nha. Thư để Thư cho nó ăn.
Thì chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha. Trình chào cô chú đi. Chào cô chú. Bye cô chú. Bye cô chú. Đứng dậy, đứng dậy cười cô chú coi. Cười lên. Ngồi xuống. Cái quần nhìn thấy ghê quá, ngồi xuống đi. Thưa ba các bạn nha, chúc các bạn có một ngày an lành và buổi tối thật là hạnh phúc nha các bạn. Và các bạn nhớ là đừng có quên nhấn subscribe, share và like cái video nha. Ba các bạn, love you. I love you too. I love you. I love you.